Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước. Ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm lo du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang chiều người thân ta khi vùng hoãi, chót mang con tim trao cho một nam nhân thường. Dặn lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấp, khiến em luôn luôn mong ta mãi mãi không buồn. Mà đau ngỡ đâu thân em nơi đây cần chi lời nào. Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào. Người lại yêu thương quan tâm thân ta một đêm vương sáng. Xuân lệ quân vương không khi nó rơi thì nước chưa tàn. Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt đường chưa tràn. Đành lòng một tay cho em ra đi với mối tình đàn. Một bậc quân vương mình yêu ngoài phong như tin đã ta. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh review các mẫu nhà đẹp của công ty thiết kế nhà Trần Uy. Tôi Ngọc Tiến, phụ trách bộ phận truyền thông của công ty thiết kế nhà Trần Uy. Hiện tại tôi đang có mặt ở Yên Lạc, Sông Lô, Vĩnh Phúc để review về mẫu nhà của anh Quý. Thì mẫu nhà này có gì điều bật thì xin mời tất cả mọi người cùng theo tôi vào trong. Thì đây sẽ là một ngôi nhà 2 tầng mái Nhật với mang phong cách hiện đại. Thì ở đây sẽ là khu vực sân của nhà anh Quý. Thì ở đây khu vực sân này sẽ là có tổng diện tích là khoảng 15m2. Chiều kích thước của mặt tiền thì sẽ là 10m2. Ở đây thì anh đã bố trí là bậc tam cấp với 3 bậc. Và bên trong có những gì thì xin tất cả mọi người cùng vào trong để ra cùng xem ở bên trong này anh Quý đã thiết kế ngôi nhà mình như thế nào. Thì bước vào bên trong đây thì sẽ là một không gian phòng khách với tổng diện tích là khoảng 36m2. Thì ở bên này anh cũng đã bố trí khu vực phòng thờ ở đây. Thì khu vực phòng thờ này thì có tổng diện tích là khoảng 15m2. Đó là khu vực phòng khách và khu vực phòng thờ. Thì đi vào bên trong đây thì sẽ là anh đã bố trí một phòng ngủ ở đây. Thì tổng diện tích phòng ngủ này khoảng tầm 15m2. Và kích thước cửa của phòng ngủ này thì sẽ là 90x2m. Thì đó là khu vực phòng ngủ. Thì đi vào đây thì ở đây anh cũng đã thiết kế một phòng vệ sinh chung và phòng dưới phòng khách. Thì tổng cái diện tích của phòng vệ sinh này 14m2. Và kích thước cửa của phòng vệ sinh này thì là sẽ là 90x2m. Thì liền kề dưới này, khu vực đi xuống dưới này thì sẽ là khu vực bếp. Thì cái tổng diện tích của khu vực bếp này thì sẽ là khoảng 20m2. Ở đây khu vực bếp. Và ở đây thì anh cũng đã bố trí một lối cửa đi ra khu vực sân ướt. Thì cái kích thước của khu vực phụ sân ướt này thì sẽ là khoảng 90x2m. Và bên này cũng là một anh cũng đã bố trí một cửa để đi ra khu vực sân. Thì cái kích thước cửa của cái khu vực này thì cũng là 90x2m. Thì đó là về khu vực bếp của nhà anh Quý. Thì đó là tổng quan về khu vực phòng khách tầng 1. Thì tầng 2 có những gì thì xin mời tất cả mọi người cùng theo tôi lên trên tầng 2. Thì bước lên tầng 2 đây thì sẽ là một khu vực cầu thang
với diện tích là khoảng 1m2. Và ở đây thì anh bố trí số bậc là 21 bậc. Cầu thang này bằng cầu thang hai chiếu hỉ. Thì bước lên trên khu vực tầng 2 này thì điều đầu tiên ta thấy ở đây anh Quý đã bố trí một phòng ngủ. Thì nhà anh đang trong quá trình hoàn thiện phần nội thất. Thì ở đây anh chưa kê đồ. Thì ở đây tổng cái diện tích phòng ngủ này là khoảng 20m2. Thì ở đây anh đã bố trí một cái cửa sổ để nhìn ra không gian bên ngoài để ánh sáng. Thì cái kích thước cửa sổ này thì sẽ là 2m x 2m2. Còn kích thước cửa đi vào phòng này thì sẽ là 90 x 2m. Thì bước sang bên cạnh phòng ngủ ở trên tầng 2 này thì ở đây anh đã bố trí một cửa đi ra sân ban công phụ để ngắm cảnh. Thì ở đây cái không gian ngoài này thì có tổng diện tích là khoảng 14m2. Và đi vào trong này, ở đây thì anh cũng đã bố trí một phòng ngủ với tổng diện tích phòng ngủ này khoảng 16m2. Thì ở đây anh đã bố trí một cửa để đi ra ban công tầng 2. Thì tổng cái diện tích cửa này, kích thước cửa này thì 1m x 2m. Và cửa chính đi vào phòng cũng là 1m x 2m. Thì đó là khu vực phòng ngủ trên tầng 2. Thì tiếp theo sang bên này, chúng ta thấy ở đây ở trên tầng 2 này thì anh đã bố trí 3 phòng ngủ và một phòng vệ sinh chung. Thì kích thước phòng ngủ bên này thì có diện tích là khoảng 21m2. Thì đó là khu vực phòng ngủ trên tầng 2. Thì tiếp theo sang bên đây thì anh đã bố trí một nhà vệ sinh với tổng diện tích phòng vệ sinh này khoảng 12m2. Và cửa đi vào nhà vệ sinh thì cũng là 90 x 2m. Thì đó là về tổng quan nội thất ở bên trong nhà của anh Quý. Thì tôi đã vừa review cho các bạn xem. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ công ty thiết kế nhà Trần Uy. Sau đây xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cuộc đời